Năm 2014, anh Nguyễn Đăng Quang bắt tay vào làm việc tại công ty cổ phần Thiên Tân trong vai trò công nhân của xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Cùng với đội ngũ cán bộ công nhân của xí nghiệp, trong gần 8 năm qua, anh Nguyễn Đăng Quang luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng gạch ngói được giao, chất lượng sản phẩm vượt trội, góp phần vào hiệu quả sản xuất và kinh doanh của công ty. Trong thời gian tôi công tác tại đây 8 năm, thì tôi đã cố gắng hết sức đưa chất liệu ngói, đưa sản phẩm lên hàng đầu ra thị trường để được thị trường yêu thích. Tôi nhận được cái giải thưởng đó, tôi rất vui và mừng để tôi được động lực cố gắng trong công việc và để mình sản phẩm càng ngày càng vững mạnh. Tại công ty cổ phần Thiên Tân, hàng năm, ban giám đốc và công đoàn đều phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân lao động. Trong đó có phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Từ các phong trào thi đua này, anh Nguyễn Đăng Quang có thêm điều kiện, cơ hội để cải tiến, đề ra các giải pháp hợp lý trong dây chuyền sản xuất, giảm bớt nhân lực, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho đơn vị. Đến nay thì đồng chí luôn tích cực học hỏi những cái căn bản của kỹ thuật về chất lượng sản phẩm cũng như là công tác an toàn lao động. Trong những năm qua đồng chí là một đồng chí công nhân làm sản xuất ngói luôn năng nổ hết mình, tinh thần về mặt kỹ thuật là đồng chí nắm bắt được rất nhanh để đem lại hiệu quả kinh tế sản xuất của đơn vị. Với sự chăm chỉ chủ động trong quá trình lao động sản xuất, tháng năm vừa qua, anh Nguyễn Đăng Quang đã được đoàn khối, cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tuyên dương là một trong năm người thợ trẻ giỏi trên toàn tỉnh. Tinh thần lao động giỏi, lao động sáng tạo của anh Nguyễn Đăng Quang là động lực để những người thợ trẻ ngày càng có thêm những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng và thúc đẩy phong trào thi đua ở cơ sở phát triển mạnh mẽ.